Nghệ sĩ hài Trung Dân năm nay đã 52 tuổi, ông vẫn chạy show đều đặn. Ông từng tiết lộ từng bị người cha 97 tuổi cú đầu vì lỡ khoe thu nhập tiền tỷ mỗi năm và mua được 2 căn nhà ở nước Úc. Nghệ sĩ hài kỳ cựu Trung Dân kể vài tháng trước đây có lỡ chia sẻ nhờ nghề nuôi yến, gia đình ông có thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm. Ông mua được 2 căn nhà ở xứ sở chuột túi. Ngay sau khi tiết lộ bất ngờ đó, Trung Dân bị người cha 97 tuổi gọi về nhà ở huyện Hóc Môn gấp để dạy dỗ. Cha tôi năm nay 97 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Bữa đó ông được đứa cháu trong nhà đọc cho nghe bài báo viết về tôi. Ông lập tức kêu tôi về nhà và cú một cái vô đầu đau như trời giáng. Ông nói, nhiều người còn đói khổ mà tôi đi khoe khoang những chuyện đó thì có gì hay ho. Tôi xin lỗi cha, im lặng trước những gì ông nói. Nghệ sĩ 52 tuổi bộc bạch. Ông cho biết mình không có mục đích khoe khoang đất đai, nhà cửa, thu nhập. Câu chuyện ông kể chỉ trong phạm vi gần gũi, chia sẻ thân tình giữa các người bạn. Nhưng khi đưa ra bên ngoài, phản ứng của mọi người lại tiêu cực. Ông rất buồn. Nếu những chia sẻ của tôi có lợi cho cộng đồng, tốt cho đời, thì tôi hân hạnh. Còn lại tôi xin lỗi khán giả, bởi tôi không chủ động để khoe khoang những điều đó, ông nói. Trung Dân cho biết vợ chồng ông đã bán nhà nuôi yến bởi vì không có người quản lý trông coi. Ông hiện tại chỉ tập trung đi diễn và dành thời gian để lo cho hai người con còn đang tuổi ăn học. Trung Dân có ba cô con gái đầu đã kết hôn, định cư ở Úc, con gái thứ hai chuẩn bị sang Úc học đại học, còn con gái Úc đang học lớp 8. Trung Dân cho biết ông không có ý định sang nước ngoài định cư mà chỉ thỉnh thoảng qua thăm con. Ở bên ấy buồn lắm, với lại tôi cũng còn bổn phận trách nhiệm đối với cha mẹ ở Việt Nam. Tôi 52 tuổi rồi, hiện tại công việc đều đều nhưng sẽ ít đi trong tương lai. Nhờ trời thương nên sức khỏe của tôi rất tốt, tôi ăn ngủ ổn định. Chia sẻ về tính cách tếu táo và đặc biệt của mình, Trung Dân cho biết ông là người thích đùa. Những đồng nghiệp thân quen hay đi diễn chung với tôi như Thanh Thủy, Minh Nhí, Quốc Thảo, Trấn Thành, Hoài Linh, Thu Trang, Tiến Luật, Anh Đức, ai mà không biết tính tôi. Tôi mới nói câu đầu, chưa kịp nói câu thứ hai họ đã cười. Bữa nào tôi không bông đùa, mọi người liền nhắc thắc mắc, nói họ không vui. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.